Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Vân Nguyễn. Ngày hôm nay Vân Nguyễn thực hiện một video cắt một cây gỗ trông như là gốc cây đa cổ thụ luôn các bạn ạ. Nó đây, đây là bác chủ đây. Bác ấy là người tương lai sẽ chủ sở hữu cái khúc gỗ này. Đó, bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem cái khung cảnh mà người ta đang vạch để đo cái số đo để cắt nhé các bạn nhé. Cái khúc này thì khi mà mình đứng cạnh nó, nếu mình đứng cạnh nó thì mình dường như là còn thấp hơn cả nó luôn. Đây, bây giờ cái công tác chuẩn bị cho việc cắt cái khúc gỗ này nó không hề đơn giản một chút nào đâu các bạn ạ. Nó có rất là nhiều những cái múi khế ở xung quanh, chính vì thế mà người ta phải làm sạch. Người ta làm sạch để tránh những cái vị trí nó có đất, có đá thì nó sẽ gây hại cái lưỡi cưa và hỏng cái lưỡi cưa. Và ngày hôm nay cái lưỡi cưa để sử dụng cắt cái cây gỗ này cũng được thay mới các bạn nhé. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là chiếc cưa xăng hiệu Oregon. Lưỡi này là mới tinh, mới thay luôn nha các bạn nhé. Đây này, nó rất là sắc bén. Mới mua về thay luôn tôi cho khúc gỗ này. Lát nữa mình sẽ quay cái cảnh mà cái anh mặc áo dằn di này nhá, anh ấy chuyên thịt gỗ lớn đấy. Anh sẽ cắt cho các bạn xem nhá. Cái cây này nếu chiều dài tổng thể của nó sẽ lên tới mười mấy mét luôn đấy. 12 đến 15 mét luôn đấy. Giống như bác ấy mô tả thì nếu bình thường là không ai dám mua đâu. Nhưng bác ấy là kinh nghiệm nhiều năm rồi, nên là bác ấy khẳng định là bạn có thể mua và sẽ mua. Đây, mình đứng sang cả bên này cho bạn xem. Đó, cái quá trình khi mà vạch phấn là phải rất là cân đối để quá trình cắt là nó không bị lệch. Một cái cây gỗ lớn như thế này để cắt ra ấy phải chuẩn, nếu không chuẩn chỉ cần 5 phân chiều dài hoặc 3 phân chiều dài thôi nó đã lên tới hàng triệu đồng rồi. Chứ chưa nói là đến 5 phân, đến 10 phân. Nên là cái việc mà đặt căn đo, căn chỉnh, cắt cứa là phải rất chuẩn. Các bạn thấy không, mới chỉ cắt một đoạn gốc thôi, nhìn nó nhìn như thế này thôi, nhưng mà bác cắt dài bao nhiêu đấy hả bác? 3m10. 3m10. Thế mà mình đứng ở đây mình nhìn 3m10 khoảng cách nó ngắn vậy, ta đo lại xem có giống 3m10 không mà trông trông ngắn vậy. xem có vạch nhầm không ấy. Hay là tại vì cây gỗ này nó to quá nên là cái 3m10 của nó trông nó rất là ngắn. 3m2 rồi đây này. Các bạn thấy không, một cái đường vanh khủng nhá, thì nó sẽ tạo cho người ta cái cảm giác là khi mà đứng ở trên nó ấy, thì cái chiều dài của nó dường như gần ngang bằng với cái chiều rộng rồi. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Còn bình thường nếu như một cây gỗ nhỏ ấy mà cắt ấy, mà vạch 3m1 rồi trông nó dài lắm rồi, chứ không phải nó ngắn như này đâu. Tại vì mình hay nhìn mà. Bây giờ là khởi động nha các bạn nhé. Mình hồi hộp lắm cơ. Cái cây gỗ này trị giá hàng trăm triệu đồng ấy, mà cắt mà nó đẹp ấy thì là sẽ được lợi tiền. Còn nếu mà cắt mà nó chưa được đẹp lắm ấy thì là nó sẽ không được lợi tiền lắm đâu. Thế nên mình rất mong muốn là cái việc cắt cây gỗ này ra nó sẽ thành công. Để mình nhận tiền đặt cọc nhá. Bác ơi, đứng tiến lại đây, không nó gần cưa quá nó nguy hiểm. Bác tiến lại đây. Đây, bác ấy đặt cọc tiền để mua gỗ đây. 2 triệu này. Vâng, 2 triệu, số đẹp. 2 triệu. 2 triệu các bạn nhá. Oh.
miệng của mình ấy, nhìn cái chất mùn nó phun ra như vậy ấy, là rất là ok. Cứ mùn phun ra đẹp là cây sẽ bên trong sẽ không bị sâu hỏng mục tối. Còn nếu mùn phun ra mà nó có dấu hiệu màu đen chẳng hạn, nó cứ vàng như thế kia là ok. Đây mình phun to lên nhá, nó cứ vàng như thế kia là ok, vàng đẹp như thế kia là ok, là bên trong sẽ đặc và sẽ thành công. Bây giờ là giải lao 5 phút các bạn nhá. Lúc nãy mình nghe tiếng ụt một cái, hình như là phần bên dưới nó đã đứt thì phải. Còn một nửa về đây, bây giờ sau khi mà hiệp 1 nghỉ giải lao nhá, mình sẽ quay cho bạn xem này. Cái phần mùn nó phun ra rất là vàng đẹp như thế này, có nghĩa là bên trong của cây gỗ đang rất an toàn ở cái phần mạch cắt. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ở cái phần mạch cắt nhá. Một cái đường lưỡi cưa đấy nó cắt mạch nó rộng được khoảng 2 phân luôn đấy các bạn ạ. Cầu vào đà máy của ông bà giữa đà xong rồi mình băm, mình lấy cưa sang mình đó, băm. Thấy không ạ? Băm hết hai sườn đấy. Một lát nữa khi hiệp 2. Đây các bạn ơi. Hiệp 2 bắt đầu. Hiệp 2 bắt đầu. Họ phải nhìn thật là kỹ xem là phía nào cần phải đứng cắt được cho nó chuẩn để họ cắt. Đấy. Cái anh thanh niên kia siêu khỏe luôn.
Xin chào các bạn. Cái siêu phẩm từ đầu mình làm video thì bây giờ các bạn đã nhìn thấy chưa ạ? Đó là một sự thành công rực rỡ. Với chiếc cẩu như thế này thì nó không đủ sức để có thể là nhấc bổng nó lên và mang vào trong đà xẻ đâu. Mà chiếc cẩu này chỉ giúp cho khách hàng có thể xem được cái chất gỗ mà vừa mới cắt xong nó như thế nào. Các bạn thấy không ạ? Đó là một sự thành công tuyệt vời. Ruột đặc luôn, không có ruột luôn. Mà nó mùi khế như thế kia nhưng mà nó lại đặc hết. Nó không có bị chỗ nào rỗng cả. Nên là ai mà là khách hàng xẻ được cây gỗ này thì quả là tuyệt vời luôn. Bởi vì chủ hàng đã trừ cái phần phân vanh bị mùi khế rất là nhiều rồi, mà chúng ta chỉ còn cái phần nạc thôi. Đó, các bạn thấy không ạ? Đây là một sự thành công tuyệt vời đúng không ạ? Đây. Đấy, bác chủ hàng khó tính nhất từ trước đến nay. Xem, đấy, bác mặc áo trắng này. Bác ấy xem cái cây gỗ này cách đây một ngày, ngày nào cũng lên đây mân mê và không có quyết định đặt tiền cho đến khi mà quyết định cắt thì mới đưa cho mình 2 triệu. Và bây giờ đã thẳng thắn nói rằng là thôi không cần xem nữa, cứ thế mang vào cẩu thôi. Các bạn thấy không? Quả là tuyệt vời đúng không ạ? Cây gỗ này là cây gỗ lim nhá. Nó cao to lắm luôn ý. Hôm nào xẻ cây gỗ này mình lại làm video cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video của bên mình và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nhé. Đây này, cái cẩu này bé lắm. Cái cẩu này chuyên dụng ở trong bãi này thôi. Nó không đi loang quang lung tung chỗ khác đâu. Nó không đủ sức để có thể là cẩu được cái khúc gỗ này vào đâu. Buổi sau khi xẻ cây gỗ này cẩu vào mình sẽ lại làm video cho các bạn xem. Nhớ theo dõi nhé.